Ngày 19 tháng 6, ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 6, huyện đã nhắc nhở 2.652 người dân phải tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch bệnh, lập biên bản nhắc nhở 27 người, xử phạt 77 người không đeo khẩu trang với số tiền 166 triệu đồng. Ngoài ra, huyện còn xử phạt 26 hàng quán với 62,5 triệu đồng, đề xuất xử phạt một trường hợp tụ tập đông người. Huyện Hóc Môn đã thành lập 100 đoàn công tác đến từng hộ dân, các khu vực buôn bán, chợ đầu mối, chợ truyền thống, hàng quán, khu nhà trọ người bán hàng rong, vé số, xe ôm, khu nhà trọ có nhiều công nhân dọc theo tuyến đường chính và hẻm để nhắc nhở, đảm bảo 100% hộ dân được tuyên truyền việc phòng chống dịch bệnh, tuân thủ nghiêm quy tắc 5K. Theo ông Dương Hồng Thắng, 100 đoàn công tác với khoảng 500 người từ chủ tịch đến các phó chủ tịch, trưởng các phòng ban, cán bộ công chức từ cấp huyện đến xã, trực tiếp xuống đường nhắc nhở, xử phạt nếu có trường hợp không đeo khẩu trang từ 6 giờ đến 7:30 và từ 17 giờ đến 19 giờ. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến chiều ngày 18 tháng 6, huyện Hóc Môn ghi nhận 86 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ngoài ra, huyện này có nhiều địa điểm phải phong tỏa do có ca nhiễm COVID-19.